Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái bộ lọc Kaggle các bạn ha. Mình sử dụng cái bộ lọc Kaggle để mình lọc cái cường độ tiếng hiệu ha. Mình ứng dụng rất là nhiều thứ à. Đặc biệt là trong cái công nghệ Blue E là những công nghệ nằm nó có đối với cái tiếng hiệu mà chúng ta cần cái tìm cái cường độ nó. Chúng ta đưa ra những cái dự đoán ở trong cái quỹ đạo chuyển động hay là các kiểu không ha. Bây giờ chúng ta sẽ thực nghiệm ha. Ở đây là mình sẽ là anh sẽ đưa qua cái bộ lọc Kaggle ha, đó. Anh đưa qua cái bộ lọc Kaggle ok, can you see? Đưa qua cái bộ lọc Kaggle. Đưa nó đi qua cái bộ lọc Kaggle lấy mẫu nó 100 thôi. Lấy nó 100 mẫu coi. Okay. Ok. Lấy 100 mẫu à. KB. Lấy mở 100 xem lại ha. Ok. Cái cho nó sạch sẽ ha. Đó, bắt đầu chỉ lại nha. Và chúng ta sẽ đếm nó chạy lên vòng 100 mẫu các bạn ha. Đó, cái 100 mẫu nó sẽ ra làm 3 lần, 4 lần. Đó. Anh sẽ làm cho nó cái trong Python nó rất là hay ho ở chỗ là gì? Chúng ta có thể xử lý mạng rất là mềm dẻo cho ứng dụng vào trong cái tính toán rất là hay, rất là dễ dàng. Nếu như đó PC là rất là mệt mỏi nha, đó Python chúng ta gọi vị trí là trò đến vị trí đó rất là hay. Rất là đơn giản, cú pháp cực kỳ đơn giản, đó là cái ưu thế cho người ta ứng dụng cái Python trong tính toán rất là nhiều, là lý do như vậy ha. Và chúng ta đợi nó chạy đúng 100 mẫu nó sẽ lấy ra cái giá trị của thằng qua bộ lọc Kaggle ha. Chúng ta sẽ có hai cái kết quả đối chiếu, một kết quả là có đi qua bộ lọc Kaggle, một kết quả là không có qua bộ lọc Kaggle ha. Vậy chúng ta sẽ là gì? Nhìn đây ha. Lá 100 mẫu để người ta nhìn người ta quá hơn, nhưng thực tế tại vì cái việc lá 100 mẫu nó quá lâu, thông thường người ta lấy thông thường thì người ta lấy thông thường có cả 10 mẫu rồi ha. Ở đây lá 100 mẫu để mình quẩy cái biểu đồ cho được được dài để ta nhìn thấy cái đường đặc tuyến nó rõ nét thôi, nhưng thực tế là mình lấy tầm 10 mẫu là ok thôi, chứ 100 mẫu nó quá nhiều ha, đợi lâu quá các bạn ha. Chứ tầm lấy mẫu là cứ một giây nó lấy một lần các bạn thấy không, đó ví dụ như vậy ha. Ví dụ ở trong cái đây là mình quét cái địa chỉ của một cái con beacon được đặt sẵn, địa chỉ của mình chỉ lấy giá trị của một cái thiết bị có chứa Blue Air mình đã quy định sẵn ở trong cái lập trình của mình rồi ha, chứ mình không có thân không thể lấy mình chứ mình không có lấy dữ liệu của tất cả các cái ha. Còn tí nữa anh sẽ lấy cái con iPhone của anh á, anh sẽ lấy tiếng hiệu từ ba Blue Air con bài thứ ba con Apple Watch ha, tí anh lấy tiếng hiệu con Apple Watch thì nó thì sẽ như thế nào ha. Mà chúng ta nhìn thấy là nó dao động từ bao nhiêu, từ 74 đến là gì 75 ha, 72 đến 75 đó, 79 cũng có hả, đó chúng ta sẽ coi cái biểu đồ để ta nhìn tổng quan hơn. Chứ nếu như mà thật sự là gì đó mình vẽ biểu đồ để ta nhìn thấy là nó cụ thể, anh em 100 lần là sẽ vẽ biểu đồ rồi ha, lấy mẫu 100 lần đó đó mà tham đó mà tham. Khi mà chúng ta đi qua cái bộ lọc Kaggle thì chúng ta sẽ có được một cái đường màu đỏ này đó đó. Cái khoảng cách này là anh lấy cái tín hiệu của cái con beacon ở trong không cái phạm vi là 1 mét, mà thấy chưa đó, 1 mét cái tín hiệu như vậy ha, đó cũng rất là cái đường đó đặc tính đúng cái mong muốn mình đây đó. Đó là cái sức mạnh của lọc Kaggle ha, rồi ha, và giới thiệu các bạn sơ như vậy thôi, xin chào các bạn nha.